Ok, phần đầu tiên liên quan đến việc liên kết học, và chúng ta sẽ nói xem nào. À, phần liên kết học này chúng ta phân loại đúng không ạ? Phân loại thì sẽ có một vài kiểu như là liên kết ion này, liên kết cộng hóa trị này. Hóa trị, trong cộng hóa trị này thì có phân cực và không phân cực, không phân cực. Ngoài ra có phần liên kết hydro đúng không? Hydro này hoặc là các liên kết khác. À, thì với cái phần phổ thông thì bạn thấy rằng à nó sẽ có con số 0,4 này, 1,7 đúng không ạ? Thì đây là liên kết lớn hơn, như là cái delta khi, như là cái hiệu về độ ôm điện nhá, hiệu độ ôm điện. Hiệu độ ôm điện thì đây là cái ion này. Phần này còn lại là cộng hóa trị. Trong đó cộng hóa trị đây là phân cực. Còn bên này là không phân cực. Đấy. Đây là phần phổ thông các bạn học đúng không? Trong chương trình lớp 10 đấy. Như hiệu độ ôm điện giữa hai nguyên tố A và nguyên tố B đúng không? À, trong cái liên kết đấy thì bạn thấy rằng nếu mà nó lớn hơn 1,7 ion cộng hóa trị trong khoảng từ 0 đến 1,7, còn trong khoảng nếu 0,4 đến 1,7 phân cực. Tuy nhiên nó vẫn có những cái trường hợp ngoại lệ nhá, ngoại lệ. Đấy. Nó sẽ có những cái ngoại lệ, ví dụ như bạn thấy rằng cái HM ấy thì nó là liên kết cộng hóa trị, mặc dù đây là xấp xỉ với 4,0 và đây là 2,1. Vậy nếu mà bạn mà trừ với nhau thì bạn thấy rằng cái delta khi đúng không thì nó bằng 1,9 đấy, thì rõ ràng là nếu mà bình thường ta xét ở đây nhưng không được đúng không? Nó sẽ có những trường hợp ngoại lệ. Do vậy chúng ta sẽ có một cái công thức liên quan đến phần trăm liên kết ion, nó sẽ bằng chia thứ tối của khi A trừ đi khi B, và chia cho tổng của khi A cộng với lại khi B. Đó. Thì chúng ta nhân 100% và chúng ta sẽ so với con số với 50% đấy, để chúng ta biết xem là liên kết ion thành cộng hóa trị. Đây là ví dụ nhé, ví dụ như kiểm tra này thì bạn thấy là 4,0 này trừ đi 2,1 đúng không? Chia cho 4,0 cộng với 2,1 nhân được 100%. Như vậy cái con số này, con số này nhỏ hơn 50%, vậy chứng tỏ đây liên kết cộng hóa trị. À, thì cái phần phân loại này để cho bạn dễ dàng hình dung hơn thôi đúng không? Dễ dàng hình dung nhá. Bây giờ chúng ta xét đến là xem là với liên kết ion đúng không? Chúng ta xét vào hai phần là liên kết ion thì chính là cái sự mà cho nhận E, cho nhận E đấy, cho nhận E. Ví dụ chúng ta thấy rằng là A đó là cấu hình sẽ là 2S2 và 2P63S1 đúng không? Đấy, tất nhiên đây có một S2. Natri O11 đấy. Còn clo đúng không? Thì ở ô số 17. Chúng ta biết sẽ là 3S2 và 3P5 đúng không? Như vậy bạn thấy rằng à cái phần này đang có một E này, phần này đang có 7E. Vậy là cái E này có thể nhường cho bên này. Thì lúc này nó sẽ hình thành nên cấu hình là A cộng 2S2 và 2P6. Còn CL trừ thì sẽ là 3S2 và 3P6 đúng không? Nhưng cái một cái E này này nó đã cho vào đây. Thì đây chính là cái sự cho và nhận E hoàn toàn đúng không? Còn liên kết cộng hóa trị, chúng ta chính là cái sự góp chung với E. Chung E trong nhá. Góp chung E trong. Đấy. Ta lấy ví dụ như là chúng ta xét để cái phân tử HCl hả? Đúng không? Thì bạn thấy là cái H là 1S1 đúng không? Còn CL là 3S2 và 3P5. Đấy. Như vậy rõ ràng bạn thấy rằng à mỗi thằng này đang có một thằng CH này, nó đang có một E lớp vỏ, trong khi nói thằng CL thì nó có 1 2 3 4 5 6 và có 7 E đó, đây là 7 E, đây là 6 E ở 1 E. Như vậy để có xu hướng về quy tắc bát tử đối với các nguyên tố chu kỳ 2, còn với hydro sẽ là chỉ cần hai lớp vỏ đúng không? Giống như cấu hình của heli thì nó sẽ bền đúng không? Như vậy bạn thấy rằng H đây là sẽ bỏ E một E chung, còn clo thì nó bỏ đây. Đây là mình sẽ ký hiệu đi nó một khác một chút để cho bạn dễ hình dung. À, còn 7 6 cái E còn lại ở đây. Nhưng mà lúc này bạn thấy là xung quanh thằng hydro lúc này có hai E đúng không? Còn xung quanh thằng clo lúc này đã có thằng E. Như vậy cái cấu hình này là cấu hình gọi là bền đấy đúng không? Hay là hình thành cái liên kết, và chúng ta có thể viết là H
CL như này, thể hiện cho một cái cặp E một liên kết như này. Như vậy cái phần mà biểu diễn cái công thức Lewis, này thì là một cái công thức Lewis. Thì đôi khi các bạn cần phải, bạn cần phải có cái mẹo nữa và cố gắng nhớ được một số những cái công thức đơn giản nhất để chúng ta đỡ phải bắt đầu điền E và phải tính cái điện tích hình thức. Thì ở đây chúng ta có thể nhớ luôn một số các công thức của nó, đúng không? Người ta này ví dụ nhà ví dụ một số công thức của CO2 chẳng hạn, đúng không ạ? Thì bạn thấy rằng nếu mà người ta cho Z của C bằng 6, còn Z của O bằng bằng của O đấy bằng 8, đúng không ạ? Thì chúng ta lại phải viết cấu hình và sau đó là lại xem là nó liên kết như nào. Còn nếu trong trường mà bạn nhớ nhanh thì nó kiểu như này thôi, đúng không ạ? Và trên O thì nó còn đây cặp E đấy, đúng không ạ? Còn viết ra thì nó là C kiểu như này, 1, 2, 3, 4 này. O đây đúng không ạ? 1, 2, 3, 4. O, và trên oxy này thì nó vẫn còn đây, đúng không ạ? Đấy. Đấy. Còn không thì phải đi từ, nhìn chung là từ Z này, bạn chỉ là cấu hình này. Từ cấu hình thì bạn sẽ E lớp vỏ này. E lớp vỏ sau đó bạn suy ra phần xu hướng này. Xu hướng sau đó bạn biết công thức Lewis này. Và sau đó các bạn có thể viết công thức đơn giản, đúng không? Như là cấu tạo đấy, cấu tạo giản hơn, như là chúng ta bỏ qua một số các dấu chấm này, đúng không? Có thể viết thành các nét gạch hiện cho một cặp E. Đấy, thì nếu mà bạn mà nhớ được cái phần luôn cái phần sau này của một số những hợp chất thì chúng ta sẽ làm nó sẽ đơn giản hơn, còn không lại phải đi từ Z này đến cấu hình E lớp vỏ xu hướng, đúng không? Còn ví dụ như mình thì tiếp xúc với này phần này nhiều rồi thì mình nhớ ngay carbon nó ở nhóm nhóm bốn, đúng không? Như vậy cái lớp vỏ nó đang có 4E, còn oxy nhóm 6 thì có 6E kiểu thế. Rồi thì đấy là cái phần liên quan đến tiếp theo nói đến phần lai hóa nhá, mình nói đến lai hóa. Lai hóa thì mình sẽ đặt ra cái câu hỏi là vì sao, lại phải có cái lai hóa này, vâng, nó giúp cái gì? Thì nó chính là giúp giải thích về dạng hình học trong thực tế. Như vậy với phân lai hóa và cái dạng hình học này thì cái nào xuất hiện trước? Thì chắc chắn là cái này xuất hiện trước rồi, đúng không? Thì từ dạng hình học trong thực tế bắt đầu chúng ta sử dụng thuyết lai hóa để thể giải thích được nó, đúng không? Và chúng ta sẽ gặp một số những cái dạng lai hóa thường gặp. Đầu tiên ta nói về phần điều kiện thì ban đầu thấy bạn thấy rằng cái năng lượng phải xấp xỉ nhau, và cái thứ hai là tính đối xứng, như là cái tính đối xứng trong không gian ấy. Đó. Ví dụ orbital S và orbital P chẳng hạn, thì nếu trong trường hợp lai hóa SP2 thì nó sẽ sử dụng để PX và PY, và nếu SP thì lại dùng như PZ kiểu thế, nhưng mà phần đối xứng và năng lượng phải xấp xỉ nhau nhé, năng lượng xấp xỉ nhau. Một số dạng thường gặp, thường gặp ví dụ như nếu mà chỉ có S và P thì bạn có SP này, SP2 này, SP3 này. Vâng. Với này có dạng đường thẳng này. Đây là dạng tam giác, đúng không ạ? Còn đây là dạng tứ diện, đúng không ạ? Tứ diện. Còn nếu mà có sử dụng orbital D nữa thì bạn thấy là nó sẽ có SP3D2 này, SP3D hoặc là SP2D kiểu thế. Có nhiều dạng, hoặc là D2SP3 này, hoặc là SP2D. Thì với dạng này thì là một số những cái dạng khác, ví dụ như là, chắc chắn mình thấy là SP3D2 thì kiểu này, hay là dạng D2SP3 kiểu như này, đúng không? Thì hai thằng này chính là có dạng gì ạ? Dạng bát diện đấy, đúng không? Bát diện. Còn đây là dạng vuông, vuông phẳng, đúng không? Còn đây có thể là lưỡng thác tam giác, đúng không? Lưỡng thác tam giác. Làm ra đấy thì nó sẽ có nhiều cái dạng lai hóa khác nhau, miễn sao nó thỏa mãn hai yếu tố này. Và mục đích của cái việc mà sử dụng thuyết lai hóa chính là để giải thích dạng hình học của nó trong trong thực tế nhé. Từ dạng hình học này sẽ ảnh hưởng đến nhiều các tính chất, bao gồm cả tính chất vật lý như là các tính chất về mặt hóa học đấy. Thì bạn hình dung kiểu như thế. Thế là để làm sao để dự đoán, đúng không? Dự đoán nhanh, về cái dạng hình học của nó, hình học hay là cái dạng lai hóa, đúng không? Thì mình sẽ sử dụng đến cái mô hình và xét, đúng không?
À không có chữ E đây, để xem. À. Thì ở đây bạn thì sẽ sử dụng công thức đó là AXM N. À, sau đó cái nguyên tố A thì nguyên tố trung tâm nhé, trung tâm. À, X là cái phối tử đúng không? Hay là cái nhóm mà liên kết, nhóm liên kết với cái nguyên tố trung tâm này. À, và có M nhóm. À. Và N ở đây nó liên quan đến gì ạ? Nó liên quan đến cặp E mà chưa liên kết. Chưa liên kết của thằng A này. À. Và ở đây chúng ta đang xét đến cái x này là nhóm liên kết nên là đang kiểu dạng đơn càng nhé, đơn càng. Còn nếu mà nó hai hai càng, hãy nghĩa là tạo hai liên kết thì lúc này cái chỗ này chúng ta ghi là 2m đấy. Ok. Và lúc này từ giá trị m cộng với n thì chúng ta sẽ suy ra được một số các dạng nhỏ. Ví dụ m bằng 2 chẳng hạn đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là nó chính là SP đúng không ạ? Nó bằng 3 thì chúng ta sẽ là SP 2, và nó bằng 4 thì chúng ta có thể là SP 3, hoặc là nếu mà nguyên tố khác thì có thể là SP 2D chẳng hạn, kiểu thế. Nhưng mà thường nó sẽ là cái dạng này. Hoặc là tương tự thế M cộng N mà bằng bằng 6 chẳng hạn thì chúng ta thấy rằng chính là hình bát diện đúng không? Bằng 5 thì nó sẽ là 5, nó có thể là lưỡng giác tam giác hoặc hình chữ T kiểu thế. Tóm lại là sẽ có những cái dạng suy biến kiểu thế nhá. Và nếu khi mà đến những cái hợp thức cụ thể thì chúng ta sẽ nói kỹ hơn. Còn phần này thì sẽ ăn về bạn đã học ở trên lớp rồi, đúng không? Rồi, một cái phần nữa liên quan ở đây chính là liên quan đến cái oxy, đúng không? Ví dụ chúng ta nói với thằng oxy này, nó có tự tính hay không? Tự tính hay không? Thì nếu mà chúng ta biết kiểu như này, ô nhảy công thức đây đúng không? Đấy. Thì rõ ràng là bạn thấy rằng cái cặp E này đã liên kết hết rồi, như vậy là từ nay không có E độc thân đúng không? Độc thân. Như vậy bạn thấy rằng à nó khác với thực, như vậy là không có, suy ra nó không có tự tính, không có tự tính. Tự tính. Nhưng mà cái tính chất này này thì lại khác với thực tế. Khác với thực tế, vâng. Vậy suy ra chúng ta phải cần một cái thuyết khác. Yeah, thuyết khác. Để có thể là có cơ sở để giải thích cho việc mà tại sao oxy lại có tự tính. Đấy. Bạn đã đọc cái ví dụ ở trong sách giáo trình rồi đúng không? Bây giờ, à như vậy chúng ta sẽ sử dụng cái thuyết gọi là thuyết orbital phân tử MO. Đấy, orbital phân tử. Orbital phân tử nhá. Đấy. Và trong cái phần này mình nói với bạn một cái phần nhỏ thôi. Phần nhỏ này. Đó là liên quan đến cái giản đồ. Giản đồ A2. Ứng với nguyên tố chu kỳ 2 nhé. Chu kỳ 2. Đấy. Thì với giản đồ của nitơ và cái giản đồ thứ hai, giản đồ liên quan oxy. Nitơ ở đây thì bạn thấy là nguyên tố ni 2 đúng không ạ? Sau đó B2 này. Đó. Xin lỗi, đây là Be2 đúng không ạ? Đó. Bo 2 hoặc là đấy, nitơ cái nguyên tố này. Nhóm 1 2 3 4 đúng không ạ? 4 5 nhiệt C2. Đấy. Oxy và clo thì nó nằm ở trong cái này. Thế là nó giống như cấu hình atom thì cái mức năng lượng nó phải sắp xếp từ thấp đến cao. Còn cái giản đồ mà để tổ hợp mình không nhắc lại nhé. Với oxy thì bạn thấy rằng cái đây là sigma 1s này, à, mức năng lượng nhỏ nhất. Đây là sigma 1s sao. Cái sao này có nghĩa là phản liên kết. Cái sao này nè. Còn cái không biết gì thì đây là MO về liên kết. Nó được hình thành bởi hai cái orbital 1s. Đấy, nó tổ hợp nó được cái này. Đấy. Được chưa? Sau đó tương tự thế thì nó có sigma 2s đúng không ạ? Thì sigma sao 2s mình sẽ không biết thêm cái phần tổ hợp vì sao tổ hợp là cái này nhá. Sau đó tiếp theo đó là sigma 2pz này. Đây là P2x và P2y. Đây này, P2x và P2y. Đấy. Đấy, chính là nếu mà để viết đầy đủ ra chính là pi của 2px và 2pi đúng không? 2px vậy. Đây, 2px. Và đây là 2pi. Bên trên đó chính là cái sigma gọi là pi sao. 2px và pi sao và 2pi. Có nghĩa là cái MO phản liên kết. Phản liên kết. Và bên trên cùng đó là cái sigma sao 2pz. Đấy. Và nhớ là E trong điền thì nó phải điền từ mức năng lượng từ từ thấp đến cao.
À, hai cái này thì được tổ hợp bởi hai cái p, hai cái 2s này, đây bên này là 2s và nó tổ hợp với nhau thì nó thu được này. Khi tổng số AO mà tham gia vào tổ hợp thì sẽ thu được tổng số MO nhá, MO. Đấy. Còn bên trên thì nó sẽ tổ hợp bởi đây là orbital 2p đúng không? 2p có px, py và pz này, 2p. Và nếu mà chúng ta vẽ ra thì nó sẽ khá là lòng ngoằng kiểu như này. Đây, tổ hợp. Tóm lại là 6 này thì tổ hợp được thì 6 cái MO, và bạn nhớ là nó theo những cái mức năng lượng từ thấp đến cao. Đấy, mình viết đậm nó lên nhá. Đấy, 6. Đó. Vậy khi mà chúng ta viết ra thì nó sẽ có cấu hình S không đúng không? Sigma 1S này. Sigma sao 1S này. Sigma 2S này. Sigma sao 2S này. Đây là sigma 2PZ này. Đúng không? Tương tự này, đây là pi 2PX bằng với lại pi 2PY, bởi vì hai này có mức năng lượng như nhau nhá. Mình bạn thấy là mình đang viết ở như này. Sau đó đến tiếp đó là pi của pi sao 2PX bằng với lại pi sao của 2PY. Và sau đó đến sigma sao của 2PZ đúng không? Đấy. Sao nghĩa là phản liên kết nhá, và sau còn không thì gọi là liên kết. Đấy, thì cái bản đồ này bạn điền oxy vào, bắt đầu bạn mới điền theo mức năng lượng từ từ thấp đến cao. Lấy oxy mình điền vào đây nhé, giả dụ O2, mình ví dụ luôn cho thằng O2. O2 bạn thấy là nó sẽ là 8e nhân 2 đúng không? Và 16e. 8e nhân 2 đấy. Vì oxy nó thuộc ở nhóm nhóm 6b, xin lỗi 6a. Do vậy cái lớp vỏ nó có 6e, và khi 6e vậy đây phải là 6e, nhưng mà tổng số e của nó ấy, thì chúng ta phải đi từ cái 1s, như vậy là nó có xét 18, như vậy tổng sẽ là có 16e. Mình sẽ quan tâm đến phần này. Đây 1 2 3 4 5 6 4 rồi đúng không? 5 6 7 8 đúng không? 9 10 11 này, 12 này, 13, đây là 14 đúng không? 15 và 16. Số e được thực thân là tối đa, như vậy rõ ràng bạn thấy là thằng oxy này được có 2e độc thân. Ở chính vì cái việc mà nó có 2e độc thân thì chúng ta mới kết luận được nó có tự tính, hoặc tự tính. Đấy, nó sẽ có tự tính. Có tự tính. Và tương tự như thế thì với cái sản đồ ở bên này thì chúng ta sẽ viết cái phần kết quả thôi nhá. Viết cái thằng ở giữa giữa này này. Vậy đây là sigma, vẫn là sigma 1s. Đấy. Bên trên nó là sigma sao 1s. Bên trên nữa đó là sigma 2s. Bên trên nữa đó là sigma sao 2s. Sau đó cái chỗ này nó sẽ đảo nhau một chút. Đây. Cái này xuống dưới là pi 2px. Còn đây là pi của 2pi. Ở bên trên này thì sẽ là, xin lỗi, đây chưa đến cái này. Đây, mới là sigma của 2pz. Tiếp tục. Đây là pi sao của 2px. Còn đây là pi sao của 2pi. Và bên trên thì mới là sigma của 2pz. Đấy. Bạn nhớ theo cái mức năng lượng nhé. Nó sẽ đảo ở cái phần này này. Cái phần này nhé. 2px và 2pi này. Nhưng không phải cái phần sau mà cái phần bên dưới này. Đúng không? Thì nó sẽ nằm ở, nó sẽ đảo ở cái 2pz này, nó nằm ở phía trên. Thì người ta giải thích đó là khi mà cái số E mà điền vào cái orbital P của 2p ấy, nó chưa đến quá bán. Có nghĩa là đến một nửa thôi. Một nửa thì lúc này cái mức năng lượng của 2s và 2p nó gần với nhau. Do vậy nó tổ hợp. Thì dẫn đến cái phần mà 2PZ thì nhiên nó lại cao hơn so với lại pi của 2PX và 2PY. Đấy. Thì mình dựa vào đây thì mình có thể là giải thích được cái giản đồ của Nitơ nó như thế nào và tính được cái bậc liên kết. Bậc liên kết thì người ta tính theo cái công thức bằng tổng E ở cái MO liên kết. Đấy. Trừ đi tổng E ở MO.
cả liên kết và mình sẽ chia cho hai. Đấy. Và lúc này mình sẽ có thể giải thích được được một số các ion tồn tại. Đấy. Các ion tồn tại. Ở đây là ví dụ như là mình sẽ giải thích được tại sao có H2 cộng, vâng, hay là có C2 cộng hạn, kiểu đấy, một số các ion mà chúng ta cảm thấy rất là lạ nhưng mà nó lại tồn tại được. Rồi thì đấy là mình vừa sơ lược cho bạn một số cái phần lý thuyết cơ bản ở trong cái phần chương liên quan đến cấu tạo phân tử và liên kết, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng bài tập cụ thể và chúng ta sẽ vận dụng nó để giải quyết một số các bài tập nhé. Đây là dấu của bạn. Hỏi. Ở câu số 1 ở đây là trong cái phân tử thì có bao nhiêu phân tử trung tâm tại hàng hóa FP2? FP2. Thì giải quyết những câu hỏi kiểu như này thì chúng ta sẽ sử dụng những cái mô hình đẩy vừa xét nhé để có thể giải được. Rồi, chúng ta xét đến kẻ AXM đúng không? N. AXMN. Bây giờ chúng ta sẽ đi từng cụ thể nhé. Độ phân tử CO2 đúng không? CO2. Với làm như kiểu như này thì bạn cần viết cái công thức cấu tạo nó, hay này công thức Lý thì nó một cách nhanh nhất. CO2 thì C nối đôi O như này và trên oxy đây. Như vậy rõ ràng bạn thấy rằng cái thằng C này đúng không? Thằng C này này, nó chúng ta xét đến thằng C này nhé, xét thằng C này thì nó có dạng AX2 đúng không? Hai nghĩa là hai oxy này và E0. Vậy chúng ta sẽ suy ra M cộng N bằng 2 cộng với 0 đúng không? Vậy chúng ta sẽ suy ra dạng dạng lai hóa. Dạng lai hóa của nó là SP và hình học của nó chính là dạng dạng đường thẳng. Đấy, dạng đường thẳng. Đây là phân tử nước. Phân tử nước. H2O đúng không? Thì O như này. H. Và trên thằng oxy này thì nó còn hai cặp e nữa đúng không? Vì oxy nó có 6 e ở lớp vỏ thì nó tạo hai liên kết, như vậy nó sử dụng đến hai e rồi, nó còn 4 e thì chính là hai cặp e như này. Như vậy đây có dạng là AX2E2 và M sẽ bằng 2 cộng 2 bằng 4 đúng không? Đây bằng 2. Vậy suy ra đây là FP3. Nhưng khi xét dạng hình học thì chúng ta chỉ xét cái dạng các nguyên tử thôi, là HO và H này thôi. Xét ba nguyên tử này, như vậy là sẽ có dạng góc hay là dạng chữ V nhé, chữ V. Đấy, dạng góc hay dạng chữ V, bạn có gọi dạng nào được. À, tiếp tục C2H4 thì khi bạn viết công thức là gì? C đô C này, H này đúng không? Thì cái thằng C nó có dạng là AX, AX mấy ạ? AX3 E0 đúng không? Vậy là 3 cộng 0 bằng 3. Vậy xưa lấy là SP2. Và dạng này dạng dạng tam giác đúng không? Tam giác đúng với mỗi nguyên tử C ấy, và thấy ạ. Và góc liên kết của nó sẽ là góc liên kết 120 độ nhé. Tiếp tục BF3. Thì bạn thấy rằng B thuộc nhóm thằng này có 3 e lớp vỏ này. Thằng này có 7 e lớp vỏ. Và BF3 thì nó sẽ công thức kiểu như này. Như vậy sẽ có dạng AX 3E0. Vậy rõ ràng là 3 cộng 0 bằng 3. Vậy này là SP2 và dạng tam giác với thằng bò nhá. CH4 thì khi bạn viết công thức kiểu như này đúng không? H. Như vậy đây có dạng là AX 4E0 đúng không? Vậy suy ra là 4 cộng với 0 bằng 4. Và khi bằng 4 thì mình sẽ có đây dạng này hoặc FP3. Và dạng này là dạng tứ diện. Đấy. Bây giờ thằng còn một thằng nữa, thằng COCl2 thì như thế nào? COCl2 mình viết xuống bên dưới này nhá. COCl2 thì khi bạn viết công thức này là C nối đôi O và CL, CL đó, thì đủ. Và ta suy ra thằng C là AX3E0 và mình suy ra được 3 cộng 0 bằng 3, vậy là FP2 và đây là dạng tam giác. À, tam giác. Vậy tổng kết này người ta hỏi bạn đó là lai hóa FP2 đúng không? Vậy mình sẽ phải chọn như thế nào? Chọn thằng CH4 là một này đúng không? Chọn thằng BF3 là hai và chọn
CO2 và thì nó có dạng lai hóa SP2. À, nếu người ta hỏi SP3 thì mình cũng trả lời được đúng không? Nó giả lời hỏi SP thì mình cũng trả lời được. À, thì vậy là cái phương pháp để làm cái câu này chính là cái việc mà bạn phải viết được công thức cấu tạo, công thức Lewis đúng không? Và sau đó xét sử dụng đến cái mô hình đẩy và xét để xem là nó có dạng ASMN là như nào. Sau đó tính đến cái giá trị M cộng N và từ đó rút ra được cái dạng lai hóa khi mà chúng ta sử dụng cái bảng. Tiếp tục nhé. Ở đây người ta hỏi bạn đó là mô tả sự hình thành liên kết của trong các phân tử này CO2 và C2H4. Ý chúng ta ở đây đó là sử dụng cái thuyết lai hóa đấy. Lai hóa đúng không? Thì đầu tiên là chúng ta dự đoán trước đúng không? Chúng ta lấy ví dụ đơn giản nhé. Ví dụ như là thằng CO2 trước. Thì như ở trên mình nói là có dạng AX2 và E0 rồi đúng không? Ở suy ra lai hóa SP rồi. Thế là lai hóa SP này nó được hình thành như thế nào? Thì bạn nhìn rằng C này có cấu hình là một S2, S2, S2 và 2P2. Như vậy chúng ta sẽ có bốn cái E ở lớp vỏ như này. Đây. 2S2 và 2P2. Vậy nó sẽ chuyển sang một cái dạng C sao, nghĩa là trạng thái kích thích thì nó sẽ kiểu như này. Lúc này một cái E ở 2S này nó sẽ nhảy lên rộng. Và chúng ta sẽ có bốn E độc thân như này. Đó. Bây giờ nó sẽ lai hóa thì nó sử dụng hai cái orbital này để tạo thành được lai hóa SP và ta thu được hai cái orbital này. Đấy. Còn hai orbital này không tham gia lai hóa đúng không? Thì cái này nó hình thành cái liên kết pi của C với O. Đây thì hình thành liên kết pi của C với O. Đấy. Còn hai liên kết này thì hình thành các liên kết sigma của C với O. Đấy, được chưa? Như là thằng oxy sẽ bỏ ra một E để góp chung để tạo thành cái liên kết này đúng không? Còn cái liên kết bởi cái E này, E mà không liên kết này này thì hình thành được liên kết pi. Đây chúng ta viết ra C như thế này. Thì bên trên này liên kết sigma đúng không? Thì liên kết sigma thì bên dưới này liên kết pi. Bạn thì đảo ngược lại, trong hai cái liên kết này thì có một liên kết sigma và một liên kết pi. Thì bạn nhìn tại sao nó hình thành từ như nào đúng không? Thì người ta giải thích đó là những cái mà không tham gia liên kết thì nó sẽ hình thành liên kết pi, còn nếu mà đã tham gia tổ hợp ấy lai hóa thì nên là hình thành liên kết sigma. Đấy, sigma đây. Đấy. Ok. Và tương tự như thế thì bạn sẽ giải thích với lại cái CH4 vậy nhá và AlCl3 bạn cũng làm như vậy. Được nhá. Câu 3 chúng ta sẽ làm sau một chút. Câu số 4 đúng không? Câu số 4. Xác định công thức Lewis và trạng thái lai hóa của các phân tử này. Đúng không? Công thức Lewis. Thì CO2 thì chúng ta thì cố gắng nhớ rồi đúng không? Đây, công thức Lewis thể biểu diễn bằng các dấu chấm này. Ồ. Đây, đúng không? Bốn cái dấu chấm mà không có cái này thì chính là quả thằng carbon. Đấy, đúng không? Hay chúng ta viết một cách đơn giản đó chính là C nối đôi O và đây một các cặp E này đúng không? Và dạng này là AX 2E0 và chứng tỏ là SP. CH2O đúng không? CH2O thì chúng ta biểu diễn như nào? C đây với oxy H đúng không? Hay viết là chính là C nối đôi O. Đây là H đúng không? Đây là thì C này có dạng là AX 3 và E0 đúng không? Vậy chúng ta là SP 2. CH CL3 và COCl2 thì nó tương tự như đây. C này.
nối đôi, mình viết luôn cái phần này nhá, C nối đôi O này, đây là một cái CL, đây là CL, và trên CL này có 1, 2, 3, có 7 em đấy, và đây có dạng AX. Còn với thằng CHCL3 thì kiểu như này, C này đúng không, H à, CL3 cơ, đây CL, lên một CL nữa, vậy đây có dạng AX4 và E0. Và trên CL này bạn thấy là nó còn mỗi CL này còn 3 cặp E nữa nhé. Vì CL có tổng cộng là 7 E đúng không ạ? Trong đó 1 E nó tham gia tạo liên kết sigma giữa C và CL, còn 3 cặp E còn lại là chưa tham gia liên kết. À, tương tự sang câu hỏi số 5. Câu hỏi số 5 ở đây mình có các phân tử AlCN3, NH3 đúng không? Vậy cái phương pháp để làm này bạn thấy rằng à, phương pháp này từ Z này, từ Z cả nguyên tố thì bạn sẽ ra cấu hình. Từ cấu hình E thì suy ra nước vỏ. Nước vỏ suy ra là công thức Lewis đúng không? À, công thức cấu tạo. Và sau đó sử dụng đến và suy ra được cái dạng, và suy ra hình ảnh. Đấy. Nó có vài cái bước kiểu như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đi từ, chúng ta sẽ vận dụng luôn là cái phần này nhá. Phần này. Nhôm nó là nhóm 3 rồi. Vâng, cả là nhóm 1. Khi bạn viết ra thì sẽ là AL này. CL này. Như vậy đây có dạng AX. Không, vậy đây là SP2. Đấy. S22 và trong trường hợp này chính là dạng tam giác AX3 và E0. SP2 và có dạng là tam giác. Đấy, thì bạn thử hình dung những cái phần còn lại xem nào. Với phân tử NH3 đúng không? Thì bạn cũng phải nhớ được nitơ nó ở nhóm nhóm 5 đúng không? Nhóm 5. Chờ chút thì nó lưu lại. Rồi với thằng NH3 này đúng không? NH3 nhá. Thì NH3 là nitơ như này đúng không? H à. Vì nitơ nó ở nhóm 5 như vậy nó vẫn còn một cặp E mà chưa tham gia liên kết ở đây này. Mỗi một E tham gia một cái liên kết với hydro thì là 3 E này đúng không? Vậy còn một cặp E đây. Đấy. Như vậy mình sẽ thấy rằng à nó có dạng AX 3 và E1 đúng không? Và đây là dạng SP3. Nhưng cái dạng hình học của nó nhé, cái dạng hình học của nó thì mình chỉ xét giữa thằng H, thằng M và các thằng hydro thôi. Vậy đây có dạng chóp tam giác, chóp tam giác à, chóp tam giác. Tiếp tục với thằng PCl3 đúng không, PCl3 thì khi bạn viết ra thì thành thằng này là nhóm 5, 5E nước vỏ đúng không, thì vẫn là P CL 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 và còn một cặp E đây. Vậy đây cũng dạng AX3 và E1 và SP3, nhưng nó lại có dạng chóp tam giác.
Còn trong trường hợp nếu mà AX4 và E0 ấy, thì nó vẫn là này hoặc FP3 nhưng mà nó lại có dạng tứ diện đều. PC là 5. PC là 5. Thì P P đúng không? Đấy, 2, 4, 5. Và nó có dạng AX5 và E0. AX5, E0. Vậy đây có dạng là lai hóa là gì nhỉ? SP3D và SP3D. Có nghĩa là phosphor nó sẽ sử dụng cái orbital 3s, 3p và thêm một orbital ở phân lớp D nữa, 3d nữa. Và đây có dạng là lượng tháp tan giác. Lượng tháp tan giác nhé. Kiểu như này này. Phosphor đây đúng không? 1, 2, 3 này sinh một mặt phẳng hay ở phía trên, thằng này ở phần phía dưới đấy. Đó. 3 này tạo thành một cái tam giác kiểu như này. Đấy. Kiểu như này. Và mình sẽ thấy đây là có hình là lượng tháp tam giác. SF6. SF6. Mình sẽ viết xem là SF6 có dạng gì nhá. Viên luôn. SF6 có dạng là AX6 và thằng thằng Lưu Huỳnh ấy, thì nó ở nhóm 6. Như vậy khi mà nó sử dụng cái 6F với lại 6F này rồi thì nó hết rồi, nhưng với AX6 hay không. Và nó sẽ có dạng là gì ạ? AX6 hay không thì trong trường hợp này nó chính là SV3 và D2. Và đây là hình hình bát diện. Đấy, bát diện. AX6 hay không? Lai hóa của nó là SP3D2 và có hình bát diện. Và thằng CF3 đúng không? Thì bạn xem là nó có dạng gì nhỉ? CF3 thì bạn ấy đang CL từ nhóm nhóm 7 đúng không? Nhóm 7. Vậy nó đã có 7E lớp vỏ, nó có 3E mà tạo thành với này các liên kết với này F rồi. Vậy nó còn 4 4E. Như vậy nó sẽ có dạng là AX3 và E2. AX3 E2 thì có dạng hai dạng, một dạng là lưỡng tháp tam giác. Đấy, hai thì và nó có hình hình học. Hình học đó là hình tam giác hoặc là hình chữ T hoặc hình chữ T đúng không? SC3D2 và hình hình bát diện. Đấy, có thằng CLF3 ở đây thì có dạng là AX3 và E2. Và đây là có AX3 là SP2D, SP3D. Có hai dạng. Với cái 3 X3 này thì có hai dạng nhé. Một là hình hình tam giác. Đấy. Hai là hình hình bập hình chữ T, hình chữ T. Đấy thì nó sẽ có hai cái dạng hình học này. Một trong hai cái dạng hình học này. Mình câu hỏi số 5 là như vậy. Bây giờ đến chúng ta đến với một cái câu hỏi mà liên quan đến so sánh về cái góc liên kết như thế nào. Vậy muốn so sánh được góc liên kết này, so sánh này thì đầu tiên bạn thì vẫn phải suy ra được cái dạng hình học và sau đó mới đến góc. Mà muốn ra được cái dạng hình học thì lúc đấy chúng ta lại sử dụng cái mô hình đẩy vượt xét ở phía trên đúng không? Và phần này cũng tương đối khó. Đấy. Bây giờ chúng ta thử nhé. Nó thử. BH3 đúng không? Thì bạn biết là bo là nguyên tố bo này là nó ở nhóm 3. Như vậy BH3
thì có dạng AX3 và A0, và đây có dạng là bạn chờ một xíu nhé, để mình chắc phải cho cái file này nó lưu sang file khác thì nó có vẻ nó hơi nặng dẫn đến nó bị mất chữ. Chờ xíu nhé. Rồi chúng ta tiếp tục nhé. E0, và đây có dạng tam giác. Đó, tam giác. Khi mà tam giác thì bạn thấy rằng B này đúng không? HH. Vậy góc liên kết ở đây sẽ là 120. Góc 120 độ. Đúng không? Góc 120 độ. Đó. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ có thằng NH3 thì có dạng là AX3 và E1 và có dạng là chóp tam giác. Tất nhiên ở đây trạng thái này hóa của nó là SP3, còn bên trên là SP2. Chóp tam giác. Tiếp theo thằng CLF3 đấy, thì có dạng là AX3 và E2 đúng không? CL có 7E, mất 3E này rồi nhưng mà còn 4E là 2E. Và đây có dạng lai hóa là SP3D. Có hai dạng là một hình là tam giác, hai là hình chữ T. Đấy, hình chữ T. Nếu mình chóp tam giác ở đây thì nó sắp xỉ với con số là 109 độ 28 phút. Nhưng mà nó nhỏ hơn con số này nhá. Nhỏ hơn, xấp xỉ lại nhưng mà nhỏ hơn. Bởi vì cái cặp E mà không tham gia liên kết nó sẽ chiếm vùng không gian rộng, và nó đẩy góc liên kết nhỏ hơn so với góc SP3 thông thường. Nhỏ hơn 109 độ 28 phút. Nếu hình tam giác ở đây thì sẽ là 120 độ. Còn nếu hình chữ T thì sẽ là 90 độ. Đấy. Thì từ đây bạn sẽ so sánh được góc liên kết của nó trong hai cái trường hợp này. Hình tam giác bạn nhìn lên nó kiểu như này này. Thằng CL ở đây đúng không? Đây. Ba hàng trên cùng một mặt phẳng. Và sau đó nó có một cái cặp E ở phần phía trên này và một cái cặp E ở phần chúng ta vẽ hình này. Ở dưới này. Đấy. Như bạn hình dung như ba cái này nó trên cùng một mặt phẳng nhá. Thì cái góc liên kết này rõ ràng là 120 độ không? Còn nếu mà hình chữ T nó kiểu như này. Đây, hình chữ T. Đây mình viết cái thằng này là F này. Lúc này bạn sẽ chuyển hai thằng F lên phía trên và chuyển đây thằng F nó nằm phía trên này. CL viết từ vùng không gian thì nó sẽ thường hơi khó một chút. Đó. Và đây là một thằng Clone nữa. Còn đây là một cái cặp E. Tam giác thì mình vẽ nào cho nó hợp lý tí. Đó. Đó, thì bạn rõ ràng là đây này, đây và đây thì nó hình thành ra một cái hình chữ chữ T nhá. Tất nhiên là cái đoạn này này sẽ vuông góc với cái đoạn thẳng này. Được chưa? Và khi mình chữ T thì bạn thấy là góc này góc 90 độ này. 90 độ. Đấy, còn nếu mà bình thường góc này thì góc là 120. 20 độ. Đấy, thì cái câu 6 thì chúng ta sẽ giải thích nó kiểu như vậy. Đầu tiên đó là phải sử dụng những cái mô hình để vật xét để ra dạng hình học và ra dạng lai hóa trước và sau dạng hình học đúng không? Và từ dạng hình học bạn sẽ chia ra được góc đó. Bây giờ quay lại cái câu hỏi phần à không phải cái câu hỏi để chúng ta làm xong. Ta đến câu hỏi tiếp theo nhé. Tìm một cái câu hỏi liên quan đến góc này nữa. Câu hỏi số 8, số 9 đi. Oxy. Oxy bạn thấy rằng có 6E lớp vỏ đúng không? 6E lớp vỏ. Còn flo thì có 7E. Và mình sẽ công thức kiểu như này. O này. F. Trên này là oxy còn 2 cặp E đúng không? Thì đây có dạng là AX2 và E2. Và đây là lai hóa SP3. Và đây là dạng
góc hay là hình chữ V đó. HNO2 và HNO3. HNO2 thì chúng ta sẽ viết kiểu như này, H này, O này, nitơ nối đôi O và đây là O này đúng không? Còn HNO3 sẽ như này, đây là HNO3 rồi. HNO2 là HO, nitơ và nối đôi O, và trên này vẫn còn một cái cặp E. Đấy. Như vậy chúng ta thử xem thằng nitơ này hóa gì nhé. Thằng nitơ này, xét thằng nitơ này. Nitơ thì nó sẽ có dạng là AX 3 và E0 đúng không? Như vậy đây là SP2. Còn nitơ ở đây có dạng là AX2 và E1, vẫn là SP2 thôi. Nhưng có dạng góc, dạng tam giác đều. Bây giờ chúng ta thử xem là nitơ mà lại hóa SP2 thì nó sẽ cái cách biểu diễn nó như thế nào đúng không? Cách biểu diễn như thế nào? Thì nitơ bạn thấy rằng nó kiểu như này. 2S2 và 2P3 đúng không? Đấy, 2S2 và 2P3. Như vậy khi nó một cái này không tham gia thì hình thành liên kết pi giữa L và O đúng không? Còn ba thằng này nó lai hóa sẽ thành thu được cái ba orbital kiểu như này. Đã. Thì hai cái thằng này thì tạo liên kết được sigma giữa nitơ và oxy. Còn thằng này sẽ tạo liên kết gì nhỉ? Nó sẽ tạo liên kết cho nhận đúng không? Hoặc là cho nhận. Hoặc là không tham gia liên kết. Cho nhận gì là cái liên kết này này. Đấy, liên kết cho nhận là liên kết này. Đây. Giữa nitơ và oxy. Còn không thì chính là cái này. Đấy. Dạ, đây là cái cho nhận này. À, cho nhận chính là cái này. Còn đây là một liên kết sigma đúng không? Đây là một liên kết pi. Đây là những cái sigma này này. À, sigma. Ở đây một liên kết pi này, một liên kết sigma này. Đây là cái sigma này. Còn cái cặp E mà không tham gia liên kết thì nó là cặp E này. À, cặp E này. Như vậy là dựa vào cái thuyết lai hóa chúng ta thể giải thích được à, sự hình thành của các liên kết, vì sao lại hình thành các liên kết này, sao hình thành các liên kết này. Đấy, câu hỏi số 9 là như vậy. Hỏi về cấu trúc đường thẳng. Đó, cấu trúc đường thẳng. À, CO2 ở đây thì bạn thấy rằng à nó có dạng là AX2 và E0 đúng không? Như vậy rõ ràng là có dạng SP và đây có dạng đường thẳng. Tất nhiên là cái này phải làm nhiều thì mình dự đoán được luôn cái này. Vì CO2 mình viết như này. Đó. Còn nước thì là như này. Trên này vẫn còn cặp E. Như vậy nước thì bạn thấy là nó là AX2 và E2 đúng không? Đây là SP3, đây là dạng góc. NO2 kiểu như này. Và trên này nó còn một E. Như vậy NO2 thì cũng có dạng là AX2 và E1. Một cái cặp E vẫn đi, một cái E vẫn, chúng ta trong cái trường hợp này ta coi như nó cặp E nhé. Nhờ cái dạng giống như là chúng ta vẫn coi N là một. Như vậy dạng là SP2. Và đây có dạng, góc. BECL2 đúng không ạ? Thì BE như này. CL và CL. Vâng. Như vậy đây có dạng AX2 và E0. Và đây là SP và đây là đường thẳng. Như vậy rõ ràng với câu hỏi này cấu trúc đường thẳng chúng ta phải chọn CO2 và chọn cái BECL2 đúng không? Đấy, vậy cái khó nhất đó là chúng ta viết được cấu trúc cấu tạo này. Đấy, mà phải viết nhiều người ta mới nhớ được nó đúng không? À, với COCl2 thì bạn thấy rằng C nối đôi O này đúng không? CL và CL.
Như vậy rõ ràng là C có trạng thái là AX 3 và E0. Đấy, vậy là tam giác. Đấy, và tất nhiên ở đây trạng thái lai hóa của nó là SP2 đúng không? 3 cũng không bằng 2. Và xin lỗi, 3 cũng không bằng bằng 3, chính là lai hóa SP2. Đấy, nhớ em. Đấy, như vậy cái này, nhớ được cái này, bảng cái này rất quan trọng. Mình sẽ làm và dự đoán rất nhanh. Đúng không? Sang câu hỏi số 13 thì câu hỏi đây nó liên quan đến cái việc mà phân tử không phân cực, như là cái moment lưỡng cực bằng không đấy. Ta thử xem nhé. Bây giờ chúng ta phải ra được cái dạng hình học của nó. Chúng ta viết hết công thức cấu tạo của nó nhé. PCl3 thì P như này. Viết xuống bên dưới. P CL CL đôi E này. Như vậy đây có dạng là AX X3E1 đúng không? Với vậy là SP3, và vì có 3 này thôi chúng ta gọi là hình chóp tam giác. Rõ ràng là chóp tam giác thì cái moment tổng nguy khác không. Đấy. PC là 5 thì mình viết ra thì có dạng AX5 là E0, và đây là SP2D P3D, và đây là lưỡng tháp tam giác, và moment lưỡng cực của nó bằng không, và tay thì không phân cực. Bây giờ vì sao mình biết được cái moment lưỡng cực bằng không đúng không? Thì mình sẽ phải tổ hợp. Ví dụ bạn thấy là ba cái vector ở trên một mặt phẳng đúng không? Thì chúng ta tổ hợp nó sẽ bằng không rồi. Một vector ở trên, một vector ở dưới mình tổ hợp lại với nhau. Đây, đây là một thằng CL, đây CL, CL, và đây là thằng P này đúng không? Khi mình tổ hợp ba vector này thì chính bằng không này. Khi mà một P, một CL về trên dưới này thì mình tổ hợp lên bằng bằng không. Đấy, công thức của nó nếu mình vẽ ra nó kiểu như này, mình vẽ thì nó không được đẹp lắm. Đấy, đây CL đấy, và tổ hợp hai vector tương đối bằng không đúng không? Một cái ở trên mặt phẳng, một dưới mặt phẳng. Ba này chỉ trên cùng mặt phẳng nhá. Đây mình viết như này nó sẽ dễ hình dung hơn. Đấy. Được chưa? Tiếp theo với thằng CCL4 này. CCL4 đúng không? C. Thì cái thằng này có dạng là AX 4 và E0 đúng không? Và đây là SP3. Và thằng này sẽ có dạng là tứ diện đều đúng không? Thì từ tâm hình tứ diện đến bốn đỉnh thì cái nguy của nó bằng không, khi bạn tổ hợp các vector để bằng không. NH3 thì thằng này đều, thằng này có tứ diện lệch này, còn thằng này là chóp tam giác, chóp tam giác. Như vậy rõ ràng cái nguy này khác không, khác không, thằng này nguy khác không, khác không. Khi mà nguy khác không thì có nghĩa là phân tử phân cực nhé, phân cực. CH3CN thì chúng ta hình dung như là một cái thằng clo giữ nguyên được ba thay bằng H này đúng không? Rõ ràng tổ hợp vector thì nó sẽ không thể bằng vector không được. Do vậy nó sẽ phân cực. Đấy, cái phương pháp làm ở đây chính là cái việc mà bạn xét xem là tổ hợp các vector đúng không? Mà muốn tổ hợp được nó thì phải đi từ dạng hình học. Ở cái phần mà liên quan đến moment lưỡng cực này thì sẽ còn rất hữu ích ở trong cái phần liên quan đến hóa học hữu cơ, để có thể là giải thích về xem là trong cái phần liên quan đến cơ chế phản ứng đấy, hoặc là vì sao nó có thể có cái phản ứng liên quan đến các hiệu ứng. Câu số 15 là cái phân tử CH4 rất quen thuộc đúng không? Kiểu như này.
Thì trong cái này thì bạn thấy rằng là có một liên kết pi giữa C và C. Đây, pi này. Có liên kết sigma giữa C và C và bốn liên kết sigma C và H. À, như vậy bạn thấy rằng nó có tổng hợp bao nhiêu liên kết sigma? Có 5 đúng không? Và một liên kết pi. À. Và thằng C này thì bạn thấy rằng nó có dạng là gì ạ? 2x3 và 0 và do dạng là SP2. AX3, E0 và có dạng này ngoài SP2. Câu hỏi số 16. Cộng hóa trị phân cực thằng CL. Rõ ràng đây là không phân cực rồi. Hiro thì đó là không phân cực. CH4. Các liên kết này như nhau, do vậy mình sẽ loại này đi đúng không? Còn HO. Nhưng mà đây chính là phần không phân cực. Còn liên kết này chính là liên kết phân cực. Và trong câu hỏi này thì mình chọn hydroperoxit H2O2. Hydroperoxit. Ở trong này thì mình sẽ sửa cái phần này một chút nhé. Đây người ta chưa nói em ấy thì mình sửa thành AX2 và E0 nhé. AX2 E0. Để giới hạn là ngắn hơn. Thì cái NO2 đúng không? NO2 thì nitơ O cái trò O và một cái E trên này. Vậy nên AX2 và E1. Còn thằng BeH2 thì Be này AX2E0 còn là nước trên oxy này còn hai cặp E nữa vậy là AX2E2 còn thằng SO2 thằng này cũng 6E thằng này cũng 6E nó vỏ đúng không và S với đôi O này và trên này vẫn còn một cặp E. Vậy đây là AX2 và E1. Và trong cái trường hợp nếu mà sửa đề bài như này thì mình sẽ chọn cái BeH2 này đúng không? Còn tùy thuộc em ấy thì mình sẽ chọn khác. Rồi chúng ta sang câu hỏi khác nhé. H3O cộng thì có cấu trúc là gì đúng không? Thì O đây đúng không? H. Chúng ta xem là trên thằng oxy này thì còn bao nhiêu nữa. Nó còn một cặp E nữa đúng không? Nó có 6E nhá, 1, 2, 3 rồi, 4, 5 và nó vì cộng nên nó mất đi một E. Như vậy. Như vậy thằng oxy này có dạng là AX3 và E1 đúng không? Và lai hóa là SP3. Nhưng vì xét cái dạng hình học như vậy đây là chóp tam giác. Mình viết lại hình chóp tam giác như kiểu như này, O này nhá. H, H, H. Đây. Và trên này nó sẽ còn một cái đôi E này đúng không? Đấy, nó kiểu như vậy. Và mình xét cái dạng hình học thì mình xét cái phần này thôi. Đấy. Xét cái phần này thôi. Do vậy chúng ta mới gọi là hình hình chóp tam giác. Chóp tam giác. Các phân tử khác thì bạn cứ luyện tập một chút thì nó sẽ ok. Sẽ sang câu khác nhé.
Đấy, dụ nó hỏi rất nhiều đúng không? Cái nào có moment lưỡng cực? Rồi chúng ta sang về cái phần liên quan đến giản đồ MO. Xây dựng giản đồ MO cho phân tử CN và mình xác định cái từ tính của nó. Mình sẽ làm một câu hỏi là dễ hơn một chút trước, rồi chúng ta sẽ làm những câu hỏi sai bài sau. Đây, cái này có lẽ là dễ nhất rồi. H2 cộng. Vẽ giản đồ và xác định cái bậc liên kết. H2, như vậy, bạn thấy rằng cái Z của H đó bằng 1. Như vậy là chỉ tổ hợp của một S này. Và đây. H2 cộng thì cái hệ này có bao nhiêu e tất cả nhỉ? Hệ này có một e đúng không? Vậy nó chỉ là như này. Đấy. Phân tử H2 cộng nhá, nhiều như này. Vậy đây là sigma một e. Và mình từ đây mình sẽ suy ra được cái bậc liên kết của nó sẽ là 1 trừ đi 0 và chia 2 bằng 0,5. Bậc liên kết. Đấy, bằng 0,5. H2 thì sẽ là như này. Phân tử H2 thì là hệ có 2e, lấy mỗi bên 1e này. Vậy đây, 1, 2, đủ hết rồi. Đây, sigma 1e. Sigma sao 1e. Vậy đây sẽ bậc liên kết sẽ là 2 trừ đi 0 trên 2 bằng 1. HE2. Đấy. HE là có 2E đúng không? Như vậy bạn thấy đang nói kiểu như này. Đấy, sang ra tổ hợp. Thì hệ này có 4E. Đó, vậy bạn điền lên 1 này, 2, 3, 4. Bậc liên kết của nó bằng 2 trừ 2 trên 2 bằng 0. Vậy suy ra phân tử này không tồn tại. À, không tồn tại. Đây là sigma 1s. Đây là 1s. Đấy. HE2 cộng thì sẽ là như này. HE2 mà cộng thì hệ này có 3e. Đó, đây là 1, 2 và 3e này. Chúng ta tổ hợp. Như vậy bậc liên kết của nó sẽ là 2 trừ đi 1 đúng không? Trên 2 và bằng 0,5. Đó, 0,5. Và chúng ta xét xem cái trong cái công thức nào thì có e đúng độc thân đúng không? Và có từ tính. Như vậy đây có từ tính này. Đây là không tồn tại chứ bỏ qua này. Thằng này thì không có từ tính đúng không? Thằng này có từ tính. Đấy, có từ tính. Đấy là cái giản đồ của A2 nhưng mà đối với nguyên tố của chu kỳ 1 đúng không? Trong chu kỳ 1 thì chúng ta nhắc đến thằng hydro và thằng heli. Rồi, ta tiếp tục. Xác định hai nguyên tử đồng hành như là cùng chu kỳ đấy đúng không? À, xin lỗi là cùng cùng về Z đúng không? Chu kỳ 2 gồm niti này, be, carbon, nitơ, cộng, hai cộng. Xác định cấu hình hay không và bậc liên kết như từ tính. Như là cái này sẽ có giản đồ của đề sigma 1s này. Sigma 1s sao này.
Tiếp theo đó chính là sigma 2s, sigma sao 2s. Sau đó là gì ạ? Pi của 2px đúng không? À, pi của 2pi. Bên trên sẽ là sigma của 2pz. Pi sao của 2px. Pi sao của 2pi và sigma của 2pz sao. Đấy, theo thứ tự mức năng lượng từ thấp đến cao nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đi với từng thằng niti 2. Thì thằng hệ này bạn thấy là nó có 6e. Và chúng ta sẽ cấu hình nó như này. Sigma 1s bình đúng không? Sigma sao 1s bình. Và còn 2e nữa. Thì chính là sigma của 2s bình. Đủ 6e chưa? Đủ rồi. Bậc liên kết tương tính của nó bằng tương tính bằng không. Cái bậc liên kết này. Bậc liên kết bạn lấy tổng E ở mỗi liên kết chính là 4 này trừ đi 2 đúng không? Đấy. Trên 2 như vậy bằng 1. Đấy. Tiếp tục với thằng B. Li 3N45B2. B2 hệ này có 10E. Hệ có 10E. Vậy mình sigma 1S bình, sigma sao 1S bình, sigma 2S bình, sigma sao 2S bình. Đúng không? Và chúng ta sẽ có là đến sau đấy thì chúng ta đến cái pi của 2px và pi 2y. Pi 2px 1 và bằng với lại pi của 2pi 1. Đấy. Một ở đây có nghĩa ở cái dấu bằng ở đây có nghĩa là chúng ta đang nói mức năng lượng nó bằng nhau và mỗi cái là có một e nhá. Và có từ tính đúng không? Có từ tính. Bậc liên kết của nó chúng ta tính nhá. Tổng mẫu liên kết ạ. Là có 2 này, 4 này, có 6 đúng không? 6 trừ 4 trên 2 bằng 1. Tương tự như thế thì chúng ta viết rằng C2 đúng không? C2 này có 12E. Và chúng ta viết chấm chấm đúng không? Đến đây rồi. Thì 12E thêm 2 nữa về là pi của 2px bằng với pi của 2pi. Và chúng ta 4 này. Đấy, 4. Thể hiện là mỗi thằng thì có 2 đúng không? Và bậc liên kết của nó thì mình sẽ lấy là 2, 4 này. 6, 8. 8 trừ 4 trên 2 bằng 2. Và thằng này thì không có từ tính nhé, không có từ tính vì cái số e chung đều ghép đôi hết rồi. À. Này viết này làm một chút để tránh nhầm. Với thằng N2 đúng không? N2 thì hệ này có 14 e và bạn viết ra thì chấm chấm đến đây nhá. Là P2PX bằng với lại pi2pi 4 và đây là pi đến tiếp theo là đến gì ạ? Sigma 2pz đúng không? 2. Như vậy hệ này cũng không một tính, không có từ tính nhé. Và cái bậc liên kết của nó chúng ta sẽ lấy 10 trừ đi 4 trên 2 đúng không? Lấy tổng số E ở mẫu ô liên kết trừ phản liên kết và chia cho 2 thì lên bằng 3. Như vậy rõ ràng nitơ và nitơ liên kết 3 là đúng rồi. Tương tự như thế thì bạn thấy rằng cái N2 cộng đúng không? Thì cái hệ này cộng nghĩa là xuống mất một e như vậy nó còn có 13 e thôi. Và chấm 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 thì đến cái thằng là này thì sẽ là 2PZ1 thôi đúng không? Như vậy rõ ràng là từ tính. Và bậc liên kết của nó sẽ là 9 trừ đi 4 trên 2 và bằng 2,5. Đấy. Còn thằng tiếp theo thằng Li T2 cộng Li 2 cộng Li T ở ô số 3 như vậy là 3 nhân 2 bằng 6 trừ đi 1E như vậy còn 5E. Thì đây là sigma 1S bình, sigma sao 1S bình. S bình. 5E như vậy tiếp theo là sigma 2S1.
Vậy là có từ tính. Và bậc liên kết của nó sẽ là lấy 3 trừ đi 2 trên 1 trên 2. Vậy bằng 0,5. À, không, cứ 0,5 là vẫn tồn tại rồi nhá. Vậy là bậc liên kết các không vẫn tồn tại rồi. Đấy, thì cái phương pháp để làm cái câu hỏi số 29 là như vậy. Nhưng mà mình sẽ phải viết cái giản đồ đúng không? Và sau đó điền E theo giản đồ theo mức năng lượng từ thấp đến cao. Và sau đó xác định xem là cái tổng số E mẫu liên kết như nào, phản liên kết như nào, và bạn trừ đi và chia 2 thì ra được cái bậc liên kết. Từ bậc liên kết hoàn toàn có thể so sánh được độ dài liên kết. Nếu mà bậc liên kết mà càng lớn ấy, thì độ dài liên kết khả năng cao là càng nhỏ. Và phần tử tính thì bạn xem là nó có E trong độc thân không. Nếu có thì có E trong độc thân thì có nghĩa là có tử tính, và ngược lại thì không. Rồi sang câu hỏi số 30 nhá. Sản đồ oxy lúc nãy người ta đã nói rồi đúng không? Oxy thì câu 30 với oxy hệ này có 16E đúng không? Giản đồ này khác một chút về sigma 1S bình, sigma 1S sao bình, sigma 2S bình, sigma sao 2S bình. Có tiếp theo là sigma 2PZ đúng không? Nó khác hơn phần phía trên nhá. Π/PZ nó nằm ở trước này. P2PX bằng với P2PI và tất cả đều 4 đúng không? Còn P của P sao của 2PX bằng với P sao của 2PI. Này chỉ có 2E thôi. Vậy mỗi thằng này có một E, như vậy rõ ràng đây bạn thấy rằng có tử tính đúng không? Có tử tính. Có tử tính. Và bậc liên kết của nó thì bạn có thể tính theo công thức đó là mình lấy tổng E liên kết như là bao nhiêu nhỉ? 2 này, 4 này, 6 này, thêm này nữa, 6 với 4 là 10. Trừ đi 2, 2, 2, vậy trừ đi 6, tất cả trên 2. Và bằng 2 đúng không? Nhưng bậc liên kết oxy vẫn bằng 2 theo đúng cái công thức Lewis, nhưng ở đây giải thích được cái phần tử tính của nó. Tiếp tục sang câu 31. Hydro đúng không? Có Z bằng 1, như vậy đây là 1S1. Còn Fluor có Z bằng 9, 1S2, 2S2 và 2P5. Như vậy là bạn thấy rằng 2P5 này này. Đó. Còn đây là liên quan đến 1S. Như vậy 1S có H, 2S là gạch này. 2S không phải, 3S không phải, 2P. Vậy mình sẽ chọn phương án là C, 2P và 1S. Câu 32 lúc nãy mình làm rồi đúng không? Chính là phương án C của hydroperoxide H O O H. Đây cái phần mà không liên kết. À, xin lỗi là không phân cực. Còn liên kết O và H chính là phân cực. Oxy độ ổn định khoảng 3, còn hydro là bằng 0, bằng 2,1, nhưng mà đang đang khi gửi lại bằng O và trừ đi XH này bằng 3,0 trừ đi 2,1 đấy, 0,9 hoặc 0,9 thì nó thuộc trong cái khoảng từ thuộc trong cái khoảng từ 0,4 đến 1,7. Vậy chứng tỏ đây là có phần phần cực nhé, 3,0 trừ 2,1. Con số này con số nhớ rồi, không thì mình là hai nguyên tố nó khác nhau nhiều này thì chắc chắn là có. Câu hỏi số 34. Cùng số mol và trong dung môi SO2 lỏng người ta thu được một chất. Các ion ở có dạng góc, vậy công thức nào phù hợp? Với Ani thì ở nhóm 3. Nhóm 3A, mình viết cấu hình này và cấu hình E này và mình chia nó từ nhóm 3. Như vậy cái lớp vỏ là có 3E này. Antimon hay CTB này ở nhóm 5A.
Như vậy nhớ vỏ là có 5 e rồi. Đấy, bây giờ mình xét phương án A trước nha. Chuyện A. Mình SBCL2 cộng thì bạn suy ra công thức là gì ạ? Nó có dạng là AX 2 đúng không? Và E0. Như vậy có dạng SP và đường thẳng. Đấy. Vậy suy ra A sai. Các bạn là dạng gì nhỉ? Dạng góc. À, khảo sát cấu trúc ion người ta thấy rằng cation đúng không? Cation thì trên phần dương này. Vâng. Như vậy dạng góc, vậy đây là dạng đường thẳng loại rồi. Ý xét ý B. GACL2 cộng. Thì bạn thấy rằng là GA nhóm 3 đúng không? Ồ chết rồi. SBCL2 cộng không phải là dạng này. Quên. Quên 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 rồi, nhầm nhầm nhầm. Mình nhầm đâu bạn. Ở thì thằng SB này có 5E cơ mà, đúng không? 5E. Như vậy là 2 rồi, 5E một dấu cộng nhưng mà mất còn 4, như vậy là AX2M1. Đây đây đây. Mình phải sửa lại. E1 nhá. Thì thằng này có 5E mà, dấu cộng nghĩa là còn 4E. Đấy. 4E mà mất 2E tham gia liên kết về còn 2E còn lại chính là một trọng E đây. Như vậy SB2 và dạng này dạng góc. Đấy. Và mình suy ra A đúng. Bây giờ mình xem cái phương án còn lại xem thế nào nhé. GACL2 cộng. Thì bạn thấy rằng GA nhóm 3 có AE. Dấu cộng là mất 1E còn 2E và 2E. Đây mình dạng AX2 và E0. SP và đường. Và suy ra B sai. Xét phương án C. Phương án C thì mình loại, đúng không? Loại. Vì sao nhỉ? Vì có tận 7 CL. Đây là sai này. 1, 2 và 5 nữa là tổng cộng 7 CL. Như vậy là sai rồi. Ngoài ra cái diện tích nó cũng không phù hợp nữa. Ý B. C và D đều loại nhé. Vì có 7 CN, đây là 2, 5, loại rồi. Nhưng khả năng cao ở chỗ này người ta gõ công thức bị sai thôi. Giả sử như là người ta gõ công thức là SBCL 2 cộng và GACL 5 2 trừ đấy, đúng không? Thì mình thấy rằng rõ ràng cái thằng này vẫn là dạng đường thẳng. Vì hai nguyên tố mà liên kết với nhau thì chỉ có thể là đường thẳng thôi. Và tương tự như thế, cái này thế nhá. GA, nếu mà người ta viết là GACL đây là 2 trừ đấy. Và SBCL 5 2 trừ thì đây cũng chỉ là dạng đường thẳng. Vì hai nguyên tố mà liên kết với nhau chỉ có thể là đường thẳng thôi. À, vậy khả năng cao chỗ này là người ta đang viết cái điện tích này nó bị nhầm, người ta nên chuyển thành chỉ số dưới. Đấy, nếu mà chuyển cái này thành 2 cộng thì rõ ràng là cái clo là giống nhau, là tổng là 6 rồi đúng không? Thì hợp với công thức ở trên là 6 này. Ngoài ra điện tích cũng phù hợp. Và chắc ở đây người ta gõ cái này bị sai. Rồi, sang câu hỏi số 35. Ở đây người ta bảo là phát biểu không đúng về luận điểm của thuyết phối trí. Nguyên tử của hai nguyên tố có thể có hai loại hóa trị, nguyên tử tạo có xu hướng bão hòa hai loại hóa trị phụ có phương xác định trong không gian, hóa trị phụ thì không có phương xác định trong không gian. Liên kết phối trí, cái này bạn cần đọc lại phần lý thuyết ở đây, như cái câu này liên quan đến phần bên phức chất rồi. Đó. Hóa trị phụ là gì nhỉ? Chắc là liên kết phối trí đấy. Liên kết phối trí thì rõ ràng là nó có phương xác định trong không gian rồi. Hóa trị phụ có phương xác định trong không gian. Không. Cái này là sai nhá, cái này là sai. Và mình chọn phương án này.
Hóa chi phụ ở đây chính là cái mà liên kết phối trí đấy, phối trí. Và bạn nhớ là nó có dạng hình học mà, có dạng hình học. Vậy rõ ràng là nó sẽ phải có, phải xác định. Cái từ không này là sai này. À, ta lấy một cái ví dụ như là cái phức chất là CONH3 thích cả 4 lần nữa. Đây là OH hay là cái hóa trị mà CO2 cộng này này thì cái này là chính này. Còn cái bốn cái liên kết này tạo bốn liên kết đây này là cái phần phụ. Đấy, như là tạo bốn cái liên kết với lại nitơ. Vì cái nitơ NH3 kiểu như này. Thì trên này có đôi E và đôi E này thể hiện cái liên kết tạo liên kết. Cái phần này nó nằm ở trong phần phức chất đấy. Hợp chất nào sau đây là cộng hóa trị không phân cực? Bạn xem là cái delta khi đúng không? Trong khoảng nhỏ hơn 0,4 xem nào. Mình chọn cái án tốt nhất. Như vậy mình sẽ phải chọn là CS với CL để xem là CS bao nhiêu nhỉ? CS người ta chọn à CS là 0,79 và CL 3,16 như vậy chắc chắn loại rồi. H2 và TE là 2,1, H2 2,2 như vậy khả năng cao là chính là phương án C này. Nhà delta khi nhỏ 0,4 này. BA và flo, bari là 0,89. Flo là 3,98 và trừ đi chắc chắn là sai rồi. BA và S, BA là 0,89, S là 2,58. 2,58 trừ 0,89 lớn hơn 0,4 rồi. Như vậy mình sẽ chọn phương án là H2 của TE nhé. Cái phần này là delta khi của nó bằng 2,2 trừ đi 2,1 à, bằng 0,1. Góc liên kết bạn nhớ một cái quy tắc là C này, nếu mà chúng ta xét về liên kết pi và liên kết sigma này, nếu mà không liên kết pi và bốn liên kết sigma thì là SP 3 2 ở đây là 3 và 1 thì là SP 2, nếu mà 2 và 2 thì là SP. Đấy. Nhớ nhá, đây là có bài này. Như vậy rõ ràng bạn nhìn vào cái đây đúng không? Nó có một liên kết trong này có một liên kết pi và một liên kết sigma, đây là liên kết sigma rồi. Như vậy với thằng CH2 nối đôi CH3 này thì đây là SP3, đây là SP2 và đây là SP. Vậy góc liên kết ở của C thì C chính là góc liên kết của đây, C này, C này, C này. Vậy góc SP2 này vậy chứng tỏ cái này bằng bao nhiêu nhỉ? Là 120 độ đúng không? Chúng ta chỉ chọn là C. Cho câu hỏi thứ 38. Câu hỏi số 39 nhé. Sang câu hỏi số 39. HCSO đúng không? Thì bạn thấy rằng công thức này là như này nhỉ? H này. C nối đôi O đúng không? Và đây là H. Như vậy thằng C này này thì nó có dạng là AX3 và E. E0 thì chúng ta lên là SP2 và mình chọn phương án A. B cho câu hỏi này nhá. B cho câu hỏi này. Mình viết lại phần phía trên này, nó bị chạy chữ xuống phía dưới này. Đây là SP2. Này là AX2, AX3 và E0. Đại lượng nào sau đây để dùng để đánh giá về độ bền liên kết, độ dài, năng lượng?
độ phân cực và góc liên kết, và chúng ta sử dụng để năng lượng liên kết. Góc phơi từ BF3 đúng không? Đấy, B. Đấy, hết rồi, AX3 hay không? Và mình phải chọn là 120 độ vì lai hóa là SP2 đúng không? Tam giác. Rồi mình sẽ chuyển sang phần phức một chút nhé, để xem là cái dạng lai hóa của nó sẽ như thế nào. Phần phức. Đây, chúng ta đến với câu hỏi số 2. Cái phần mà gọi tên thì chắc là bạn, nếu bạn có học thì bạn phải tự xử lý nhá. Coban đúng không? Thì bạn thấy rằng hexafluorocoban 3 thì có nghĩa là cái công thức của nó là CO. Coban là CO mà. Hexa là 6, fluoro nghĩa là CF6 này. Và đây là 3 cộng. Đó. Thì điện tích này mới là 3 cộng với trừ rồi. Các bạn nhìn này. Coban là 3D7 4S2. Như vậy khi bạn thành cái coban 3 cộng này, coban 3 cộng này thì là 3D6. Cái thằng fluor là phối tử trường yếu nhá, yếu. Do vậy mà cái 3D6 nó sẽ viết như này. 4 này, 5. 1 2. Có nghĩa là không có cái việc mà ghép E vào. Như vậy S này, P này và D. Đấy, đây là 4S, 4P, 4D. Còn đây là 3D6. Rõ ràng khi bạn nhìn vào cái số E đây đúng không? Thì chứng tỏ nó có tử tính. À. Và trạng thái lai hóa của nó phải là lai hóa ngoài. Và đây là S trên 3 và D. À, có nghĩa là sử dụng cái orbital này là đấy, SP3D2 và có hình gì nhỉ? Bát diện. Bát diện. Đấy, nên khi mà người ta hỏi cái phần là lai hóa và số S thuộc thân này của nó bằng bằng 4 đúng không? 4. Với ion phần phía dưới này có nghĩa là ZnOH tất cả 4 này. Và đây là 2 trừ đúng không? Là trừ kém là 2 cộng, kém là 30 thì là 3D10 4S2. Khi thành Z là 2 cộng thì có nghĩa là 3D10 thôi. 3D10 thì bạn thấy rằng cái chỗ này nó full rồi. À. 5 này, 6, 7, 8, 9 và 10E điền đủ hết rồi đúng không? Như vậy muốn hình thành được thì nó phải lai hóa là sử dụng 4S và 4P thì lai hóa là SP3, nghĩa là sử dụng một orbital 4S và ba orbital 4P thì lúc này bạn mới hình thành được cái trạng thái lai hóa là SP3 và hình tứ diện đúng không? Tứ diện này là tứ diện đều luôn. Đấy, tứ diện đều. Đấy, thì sử dụng lai hóa thì ngoài cái việc mà với các nguyên tố chuyển tiếp thì ngoài sử dụng orbital S và P thì nó có thể sử dụng orbital D nữa, dần dần lai hóa. Trong câu hỏi số 4 ở đây ta thấy có màu hồng này, khi làm lạnh thì màu hồng đậm dần, có nghĩa là khi mà cái T mà nó giảm thì cân bằng thể gì theo chiều chiều nghịch đúng không? Vậy chứng tỏ bạn thấy rằng cái delta H như nào so với không ạ? Delta lớn không đúng không? Phản ứng thu nhiệt. Phản ứng theo chiều thu nhiệt. Như vậy rõ ràng phát biểu này đúng. Màu hồng đậm dần là sai. Đó.
Theo nguyên lý chuyển dịch cân bằng Le Chatelier đúng không? Khi đun nóng thì màu xanh sẽ đậm dần, cái này là đúng. Đun nóng thì nó chuyển sang màu như này, như có màu xanh. Cho các công thức cấu tạo của phức này và phản ứng với argon 3, cho lượng chất như nhau, cho lượng chất như nhau ở đây cũng như là cùng về mol nhé, cùng mol, còn khối lượng thì khó. À, bạn thấy rằng rõ ràng thì từ đây mình phải suy ra công thức của nó là CO NH3 tất cả 6 lần đúng không, và Cl3. Lưu ý là NH3 là cái phối tử trung hòa, do vậy nó không thể tồn tại ở ngoài được, nó phải tồn tại trong một phức. Còn đây là CO NH3 tất cả mấy lần ạ? 4 đúng không? Cl2 và đây là Cl. Còn đây sẽ là CO NH3 tất cả 4 Cl2 và Cl. Rõ ràng thằng này bạn thấy rằng cái Cl trừ ở cổng ngoại nhé. Cổng ngoại thì nó mới cộng được với Ag cộng để chuyển thành AgCl, có nghĩa là cái phần này này. Đây phần 1 này, 1 này. Như vậy nhiều nhất không đúng. Nhiều nhất là thằng này, vậy thằng này sai rồi. Người ta chọn không đúng. Và tất nhiên là đều có cái tuổi rồi. Câu 8. Nguyên tố không đúng với nguyên tố D. Tất cả nguyên tố D là kim loại. Thế là đúng. Mất lần lượt điện tử D nên có nhiều số hóa có thể bằng số thứ tự của nhóm. Thế là đúng. Khả năng tạo phức lớn hơn nhiều so với nguyên tố S và P. Tất cả các phức chất có màu ở lớp bề. Thế này thì đúng này. Thế là tùy nhá. Còn có màu, ví dụ mình lấy một cái không màu, ví dụ nhà AgNH3 tất cả hai lần này. Đây, thì thằng này không màu. Đấy. Cộng. Hay là ZnOH 4 lần đúng không? Hai trừ này thì lại không có màu. Lại không màu. Như vậy nói có màu này thì phải sai này. Vậy trong cái câu hỏi này thì mình sẽ chọn câu hỏi số 8 này thì mình sẽ chọn phương án là ở đây đúng không? Cái phần gọi tên này thì bạn tự gọi nhé. Tạo sắc thức này, à, thức này vừa nãy mình nói rồi đúng không? Có biết sự lai hóa từ tính, vừa nãy chúng ta đã nói thằng này rồi, coban này rồi. Chúng ta viết lại nhé. Coban thì ở ô số 27 là 3D7 4S2. Khi thằng NH3 không mang tích, như vậy đây chính là 3 cộng đúng không? Như vậy thành CO3 cộng thì có dạng là 3D6. NH3 là phối tử trung mạnh dẫn đến sự ghép E. Thì bạn thấy rằng cái 3D6 chúng ta lúc này chúng ta sẽ biểu diễn như sau là 2, 5 và 6. Thì ghép đôi vào thì nó chỉ còn như này thôi. Vậy rõ ràng đây là không có từ tính. Đó. Vậy lúc này nó sẽ lai hóa sử dụng đến phần này. Và đây sẽ là lai hóa D2SP3. Và vì cái D trước này người ta gọi là lai hóa trong nhé, lai hóa trong. Lai hóa trong. Và sử dụng được cái, nó sẽ có được cái 6 beta lai hóa đúng không? Đây là hình ban tiện. Và lúc này các phối tử NH3 là NH3 và nhìn NH3 kiểu như này. Trên này nó có một đôi E thì các đôi E này hình thành liên kết. Liên kết phối trí. Đấy. Vậy mình viết bát diện ra thì nó sẽ kiểu như này, bên trên một cái dưới một cái đúng không?
đấy chậm. Và bốn cái này sinh cùng mặt phẳng thì gọi là bốn cái đáp ba ở các vị trí đây này, 1, 2, 3 và 4 này sinh cùng mặt phẳng. Đấy, thay trên mặt phẳng bên dưới thằng x dưới mặt phẳng. Đấy là lai hóa D2FP3 và là bát diện. Bát diện. Bảy chín, bảy chín chính là ở nhóm nó có dạng đồng này, sau đến bạc này, sau đó đến vàng trong cùng một nhóm 3, 4, 5. Vậy có dạng là 5D10 và 6S1, 5D10, 6S1. Và khi mà chỗ này là C là trừ đúng không? Vậy AG đây là AG AU AU 3 cộng, sẽ là AU 3 cộng. Thì sẽ còn này gì ạ? Là 3D D8 đúng không? AUCN. Đây là trừ đúng không? Thằng này là trừ rồi mà 4 trừ như vậy phải là 3 cộng thì nó mới mới còn cái trừ này được. Thế 3D8. Và thằng phối tử CNO này, CNO cũng là phối tử trường mạnh nhé, mạnh. Nếu bạn học trong phần vi chất thì dẫn đến cái việc ghép ghép đôi e và mình biểu diễn ra thì 1, 2, 3 thêm một độ 8 e thì nó sẽ dồn trong 4 ô này. Vậy lúc này muốn sử dụng muốn có được cái 4 orbital đúng không? Thì nó sẽ lai hóa kiểu này và lai hóa là DSP2. Đây là bạn đây là 5D8. Và DSP2 thì nó có dạng dạng vuông phẳng nhé, vuông phẳng, cái này nó cần nhớ rồi, cơ cấu không gian là dạng vuông phẳng và vì không có em thân do vậy cái này là không có tự tính, không có tự tính. Muốn có tự tính thì phải có em trong độc thân đúng không, mà không có em trong độc thân chứng tỏ là không có tự tính. Mình chữa câu 15 và câu 16 nữa. ZOH4 lần GN ô số 30 là 3D 10 4S2 và khi thành ZN2 cộng là 3D10. 3D10 có nghĩa là đủ rồi. OH dù có trường mạnh hay trường yếu không ghép E nữa thì 10E trong 3D là đủ rồi. Như vậy nó sẽ sử dụng đến orbital là 4S và 4P và lai hóa là SP3. Yes, Niken, Niken là ô số 28 là 3D8 4S2. Cái này là mình nhớ nhá, còn nếu đề bài mà người ta cho người ta phải cho Z ra vì các bạn không quen nếu bạn khó nhớ được. Niken ô 28. Như vậy bạn thấy rằng CN trừ này, như vậy Niken lên Niken 2 cộng. Vậy Silan Niken này là Niken 2 cộng sẽ là 3D8. Và cái thằng Cloro ấy, Cloro đây là phối tử trường yếu, cái này học trong phần phức chất. Do vậy nó sẽ có 8E là sẽ biểu diễn như này. Số E thân là tối đa. Đấy. Vậy rõ ràng nó phải muốn có được cái 4 orbital đúng không? Thì nó phải lai hóa đây và lai hóa này SP3 và hình tứ diện nhé. SP3 và hình tứ diện. Còn nếu mà cái E này mà ghép vào ấy, thì nó lại lai hóa dạng vuông phẳng. DSP2 thì vuông phẳng, SP3 là hình tứ diện. Sang câu 17 ạ. Sắt Fe đúng không? Ở ô số 26 là 3D6 4S2. Và vì thằng CO là mạnh, do vậy có sự ghép E. Ghép E nghĩa dồn cả 4S xuống 3D thì chúng ta sẽ có kiểu như này. 1, 2, 3, 4. Đây. Chỗ này có 8E nó dồn hết vào này. Đấy. Như vậy lúc này muốn có được 5 cái AU lai hóa đúng không? Thì nó sẽ sử dụng lai hóa là DSP3 và có dạng là lượng tháp tam giác.
Đa phần ra có nghĩa là FA là nguyên tố trung tâm ở đây đúng không, có một hai ba này và bên trên một cái và bên dưới một cái nữa, tại vì các CO ở đây. Ở trong cái phần này thì mình nói qua bạn một chút về cái thằng CO, thằng rất đặc biệt. Vâng. Thì công thức lưu ý thì nó như này, C có 4 E đúng không? 1, 2, 3, 4. Thằng oxy thì có 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Thì khi hình thành công thức lưu ý nó kiểu như này. Rồi. Và lúc này thằng C đây. Hay viết công thức ra thì kiểu như này. Và có một cái liên kết giao nhận của O và như này. Thì lúc này trên thằng carbon này là mới đủ 8E, còn thằng trên thằng oxy này đủ 8E được. Vậy liên kết ở đây là liên kết 3 nhá. Liên kết 3 chứ không phải liên kết đôi CO đâu. Đấy, để ý. Và thằng C này nó có dạng là AX. AX mấy không? AX1 và N1 đúng không? Vậy chứng tỏ lai hóa sp. Và cái e này, cái e ở trên orbital lai hóa sp, cái đôi e này. Và nhớ thằng CO nhá. Kết này kết liên kết 3 giữa C và oxy, trong đó có một liên kết C sigma, một liên kết pi và một liên kết cho nhận của O cho lại carbon. Đấy. Và thằng CO có thể dễ dàng tạo phức với nhiều các nguyên tố kim loại. Phần gọi tên của phần phức chất này thì ở ngoài rồi. Không biết bạn có học cái phần cấu tạo nguyên tử bảng tuần hoàn không nhỉ? Dạ có. Có cần nói qua một chút về phần đấy không? Dạ không. Rồi, ok. Thế giờ trong cái phần mà liên quan đến liên kết và như là các dạng lai hóa và dạng hình học kiểu như vậy thì bạn có câu hỏi cần trao đổi thêm không? Dạ không. Đấy thì quan trọng nhất đó là mình từ viết được cấu hình E đúng không? Xong mình xác định được số E lớp vỏ này. Còn nếu mà mình trong trường hợp mình nhớ được cái số E lớp vỏ thì tốt quá. Và sau từ số E lớp vỏ bắt đầu mình phải viết được công thức limit đúng không? Công thức cấu tạo. Sau đó mới xem là nó có dạng AX mấy E mấy. Và từ đấy thì mình dựa vào cái bảng mình đã thuộc rồi đúng không? Thì mình sẽ suy ra được cái dạng hình học của nó. Từ dạng cả dạng minh hóa và dạng hình học. Nhớ là cái dạng hình học thì nó sẽ không, nó chỉ là mình xét các nguyên tố thôi, còn cái cặp E mà không liên kết thì nó sẽ không không xét vào nhá. Và từ dạng hình học đấy thì mình xem là mình sẽ nhớ được chóp tam giác là gì, lượng tháp tam giác là gì đó, hay hình chữ T hay là dự từ diện đều chẳng hạn, thì chắc chắn mình phải nhớ con số 109 độ 28 phút đúng không, hay là FP2 mà tam giác thì chắc chắn phải là 100 bao nhiêu độ nhỉ, 120 độ đúng không, đấy kiểu thế. Những cái góc đấy thì mình phải 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 nhớ rồi. Ở đây có một cái mà người ta có thể hỏi bạn, đó là cái phân tử nước này thì bạn thấy rằng cái nó có dạng ai hai hai đấy, thì có dạng góc mặc dù lai hóa sp3 nhưng mà cái góc liên kết giữa cái hydro và oxy và H này này thì nó chỉ xấp xỉ con số 104,5 độ thôi. Đấy, 104,5 độ, hay là NH3 thì vẫn là AX3 và E1 này, thì đây SP3 nhưng mà lại là hình chóp tam giác, và góc liên kết giữa HNH này thì cứ khoảng 107 độ. Trong khi đó thằng CH4 này thì là AX4 và E0 SP3 và hình tứ diện đều đấy. Thì cái góc liên kết giữa HC và H này thì lại bằng 109 độ 28 phút. 29 là 109,5 độ ấy. Thế giờ bạn có thể giải thích được vì sao cái góc liên kết lại giảm, lại khác so với con số này không? Nhờ cái góc liên kết trong cái phân tử nước này thì lại nhỏ hơn trong NH3 này và lại nhỏ hơn trong CH4. Đấy thì người ta sẽ giải thích là ví dụ trong NH3 thì bạn nhìn nitơ này, trên này có một cái đôi e này, đôi e này.
thì cái đôi e này nó sẽ đẩy, nó ép góc nha, ép góc thì làm cho cái góc này nó bị giảm và nó nhỏ hơn 109 độ 28 phút. Đấy, nhớ nha, cái đôi e này là nó không tham gia liên kết, do vậy nó chiếm cái vùng không gian rộng, và chỉ vì chiếm không gian rộng nên nó ép góc liên kết, làm cho cái góc liên kết giữa HN và H này nó nhỏ đi. Còn trong trường hợp là nước thì là như này, vâng, thì nó lại có hai cái cặp e cơ, kiểu như này. Đấy, thì nó cũng đẩy góc ép, và vì có hai cặp e không liên kết nên nó chiếm cùng không gian nó rộng hơn, do vậy cái góc liên kết này nó cũng nhỏ hơn 109 độ 28 phút, còn nó nhỏ hơn so với 107 độ luôn, bởi vì nó có hai cái e mà không tham gia liên kết, hai cặp e không tham gia liên kết, còn đây là chỉ có một cặp e thôi. Thì đấy, nếu mà cái câu hỏi người ta có thể là hỏi về so sánh về góc liên kết thì bạn có thể là trả lời dựa theo cái ý này. Cái phần mà góc liên kết với lại cái phần không gian này, hiệu ứng không gian này thì thường sau này bạn sẽ gặp nhiều hơn ở trong phần hóa hữu cơ và hóa dược nhé.